Chào mừng quý khán giả đến với chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Như đã hẹn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khán giả may mắn của tuần trước, người đã trúng thưởng gói phẫu thuật căng da mini miễn phí của chương trình. Đó chính là chị Nguyễn Thị Khoe đến từ Đồng Tháp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Khoe để xem diện mạo mới của chị thay đổi như thế nào nhé. Chào chị Khoe. Wow, hôm nay nhìn chị trẻ trung và rất là rạng rỡ. Nhìn chị Khoe thì Khali thật sự là không đoán được chị Khoe năm nay đã 59 tuổi rồi đó quý vị à. Trước khi thăm hỏi kỹ về ca phẫu thuật của chị Khoe thì Khali xin được giới thiệu với tất cả quý vị một vị bác sĩ đã luôn đồng hành cùng với chương trình, người đã trực tiếp tư vấn và phẫu thuật cho chị Khoe, cũng là đôi tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ 2013, đó chính là bác sĩ Vương Khánh Long. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Khali, xin chào chị Khoe. Và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chị Khoe thân mến, như đã biết là chị Khoe đã trải qua một ca phẫu thuật căng da mặt. Vậy thì chị có thể cho biết cảm nhận của chị sau khi mà căng da mặt thì chị thấy mình như thế nào? Chị có hài lòng với gương mặt của mình không? Thì trước tiên sau khi tôi căng da mặt xong thì tôi thấy hài lòng. Yeah. Bác Long đã giúp tôi thay đổi một diện mạo trẻ trung hơn trước đó. Bây giờ là cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều đúng không chị? Thưa bác sĩ Long, bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả căng da mặt mini là như thế nào không ạ? Căng mini tức là chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. Đối với những cái trường hợp mà cần giải quyết cái vùng phía trên, tức là từ cái cánh mũi trở lên, khi mà chúng ta lão quá đó ở cái mức độ sớm á thì thông thường là chúng ta sẽ bị nhăn ở cái phần đuôi mắt này, rồi cái rãnh mũi má này, và có một chảy xệ một ít ở hai bên má nữa. Thì cái căng da mini là nó đủ giải quyết rồi, và chúng ta không cần phải làm một cái phẫu thuật quá lớn để chúng ta điều chỉnh. Thì với cái sự tiến bộ của cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đó thì cái phẫu thuật đó, nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Nhất là cái căng da mini này chúng ta thấy là nó đường mổ rất là nhỏ. Ví dụ như của chị Khoe đây, chúng ta nhìn không có thấy được cái dấu phẫu thuật nằm ở đâu hết. Phải soi rất là kỹ mới thấy. Như vậy thì rõ ràng căng da phẫu thuật nó có rất là nhiều ưu điểm. Là có một số người thì người ta sợ, người ta có xu hướng là người ta muốn căng da bằng chỉ hay là sử dụng tế bào gốc các thứ, nhưng không phải trường hợp nào căng da bằng chỉ cũng đạt được hiệu quả hay là sử dụng tế bào gốc cũng đạt được hiệu quả nếu chúng ta lão hóa ở mức độ trung bình hoặc là mức độ nhiều. Vậy thì đối với những ai mà có hai cái râu rồng sâu thì nên giải quyết căng da mini là được rồi ha. Mini là cũng được. Không cần phải là làm nhiều làm gì. Dạ, vậy đối với trường hợp của chị Khoe thì bác sĩ đã thực hiện phương pháp nào để cải thiện những khuyết điểm ở trên gương mặt của chị Khoe ạ? Thường trong cái căng da mini đó là chúng ta có sử dụng cái nội soi để chúng ta, tại vì cái đường mổ của căng da mini nó rất là nhỏ, cho nên là chúng ta đưa nội soi vào để chúng ta khâu căng cái lớp cơ bên trong. Thì mọi người thông thường người ta nghĩ rằng căng da là chỉ căng lớp da không thôi, thì cái điều đó là không đúng. Về mặt kỹ thuật thì khi căng được lớp cơ thì chúng ta sẽ đạt được ba cái mục tiêu này. Thứ nhất là cái hiệu quả đem lại sẽ rất là lớn. Thứ hai là cái độ bền vững của nó giữ được lâu dài. Ví dụ như căng da bằng chỉ thì kéo dài giỏi lắm chừng 6 tháng tới 1 năm thôi, trong khi cái căng da phẫu thuật thì chúng ta có thể duy trì từ 5 năm, trung bình là 5 năm. Chúng ta thấy nó cũng rất là hiệu quả. Thật sự là ngồi gần chị Khoe thì mình mới thấy được cái hiệu quả của nó rất là rõ rệt. Da của chị Khoe mặc dù là đã 59 tuổi rồi nhưng mà nhìn chị Khoe tầm 50 thôi. Sau khi căng da mặt xong thì chị có thấy là mình bị đau hay là bị sưng nhiều không chị? Làm xong thì nó đau nhưng mà cũng khoảng 1-2 tuần thì từ từ thì nó ổn định trở lại. Nói chung là bây giờ là chị Khoe đang rất là hài lòng với cái diện mạo mới của mình. Khali cũng chúc mừng chị Khoe là đã
có một cái ca phẫu thuật thành công cũng như là mang lại cho chị một diện mạo thật là trẻ trung. Kelly kính chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và cũng như lúc nào chị cũng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Kelly cũng rất là cảm ơn bác sĩ Long, nhờ đôi tay vàng của bác mà giúp cho rất là nhiều chị em phụ nữ tự tin hơn và xinh đẹp hơn trong cuộc sống. Kelly cũng xin kính chúc cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững đôi tay vàng của mình nha. Rồi, cảm ơn. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Kelly xin chào tạm biệt tất cả quý vị và mời tất cả quý vị hãy cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình nhé.